Theo tờ The Times of Israel, dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giải phóng khoảng một nửa lô bom hạng nặng mà họ đã hoãn chuyển cho Israel kể từ tháng 5 bởi lo ngại lực lượng phòng vệ Israel sẽ sử dụng chúng ở các khu vực đông dân cư ở Gaza. Vào tháng 5, Nhà Trắng thông báo không chuyển 1.800 quả bom 907kg và 1.700 quả bom 227kg cho Israel. Khi đó, Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo sẽ đóng băng thêm việc chuyển vũ khí tấn công nếu Israel triển khai chiến dịch quân sự lớn ở thành phố Rafah, nơi có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn vào thời điểm đó. Israel sau đó đã điều chỉnh hoạt động để giải quyết lo ngại của chính quyền Mỹ về thương vong hàng loạt đối với người dân Palestine. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tìm cách giải quyết một số bất đồng trong chuyến thăm Washington vào cuối tháng 6. Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Gallant, Mỹ thừa nhận rằng có một số vấn đề tích tụ trong mạng lưới chuyển giao vũ khí, nhưng nguyên nhân là do bộ máy quan liêu thay vì chính trị, và chúng đã được giải quyết kể từ đó. Quan chức Mỹ xác nhận với tờ Times of Israel rằng những quả bom nặng 227kg đang trên đường tới Israel. Theo quan chức này, lý do chính khiến những quả bom đó bị giữ lại là bởi chúng tình cờ nằm cùng chuyến hàng vận chuyển những quả bom 907kg nguy hiểm hơn. Quan chức Mỹ này tiết lộ, chúng tôi đã vạch rõ mối quan tâm về mục đích sử dụng cuối cùng của những quả bom nặng 907kg, đặc biệt là trước thềm chiến dịch tại Rafah mà Israel thông báo sắp kết thúc. Israel đã công bố về kế hoạch hoàn tất chiến dịch tại Rafah trong những tuần tới và chuyển sang giao tranh ở cường độ thấp hơn, chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công ở Gaza, nơi Hamas cố gắng tập hợp lại lực lượng. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, ngày 11 tháng 7, ông Hassan Badran, chỉ huy hàng đầu của phong trào Hamas, đã cáo buộc Israel đang tìm cách gây áp lực trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza bằng cách tăng cường các hoạt động ném bom di tản. Ông Hossam Badran cho rằng chính phủ Israel hy vọng Hamas sẽ từ bỏ các yêu cầu chính đáng, bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn và rút toàn bộ quân đội của Israel rời khỏi Gaza. Tuy nhiên, việc tăng cường các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sẽ khiến Hamas có lập trường cứng rắn trong các nỗ lực đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn. Trong những ngày gần đây, lực lượng Israel đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía bắc Gaza, trong khi giao tranh ác liệt lại bùng phát ở thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza đang được nối lại tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lần này được dự báo gặp không ít khó khăn do khoảng cách lớn về quan điểm giữa Israel và Hamas. Tham gia đàm phán tại Doha có các đại diện đến từ Israel, Ai Cập, Qatar và Mỹ. Vòng đàm phán lần này có được động lực mới khi phong trào Hamas và Israel bắt đầu thể hiện sự linh hoạt sau nhiều tháng bế tắc. Lực lượng Hamas tuần trước đã giảm bớt các điều kiện của nhóm này, theo đó từ bỏ yêu cầu Israel phải cam kết bằng văn bản về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn khi giai đoạn đầu của thỏa thuận kết thúc. Phía Israel cũng đã đồng ý có điều kiện với đề xuất mới của Hamas, đồng thời nêu bật quan điểm cuối cùng của nước này rằng Hamas phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian biểu và các chi tiết về việc trả tự do cho các con tin. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn còn khoảng cách lớn giữa hai bên về vấn đề quản lý và an ninh ở Gaza thời hậu xung đột, khi Israel từ chối rút hoàn toàn khỏi vùng đất này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố phong trào này sẽ chấp nhận quyết định của đồng minh Hamas liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đồng thời tái khẳng định Hezbollah sẽ dừng các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel nếu đạt được lệnh ngừng bắn.